bạn thân mến, trước mặt các bạn là Bùng Minh Định Hòa, ngay đường Mỹ Phước Tân Vạn ở Bình Dương. Đây là vườn mai Vinh Cao Nguyên nè anh em. Bạn hiểu ảnh lâu quá nó phai chữ luôn rồi kìa. Trong buổi hôm nay thì anh Vinh giao lưu với anh em là 8 lô vừa mai ha, vừa bông giấy ha, vừa cây trang nha, rồi có cả sứ nữa anh chị em. Ở phía ngoài đường xa xa sau chiếc xe màu trắng đó anh chị em là có mấy cây mai tàn, chút xíu nữa qua đó làm luôn nha anh chị em. Ở đây là quang cảnh ở vườn mai Vinh Cao Nguyên nè anh chị em. Mai ở vườn mai anh Vinh thì có nhiều thể loại lắm anh chị, mai rin có ha, mai ghép có ha. Đây là cây mai rin nè anh chị em, còn bên đây là mấy cây cây sứ khá bự nha. À, mấy cây sứ bên này khá bự, lát báo giá hết cho anh chị em. Thì được biết hôm nay giá rất là dễ thương nha anh chị em. Vườn anh Vinh thì ngay chỗ địa cao thới nè anh chị em. Bên này là mấy cây bông giấy lớn ha, mấy cây bông giấy lớn. Còn ở phía ngoài xa, bữa nay thấy vườn ảnh trống trống rồi đó. Ở ngoài xa là mấy cây tứ quý còn lại nha, còn lại một số cây tứ quý tàn. Ở phía sau thì ảnh trồng mít anh chị em. Rồi bây giờ mình ra phía sau quay cái lô mai mà ở dưới cùng trước cho anh chị em mình tham khảo nha. Hello, chào anh Vinh nha. Ơi, chào bà con nha, xin chào bà con, lâu lắm rồi không có like lại. Lâu quá. Trời, gặp chào anh chú Vinh nha. Cũng số đỏ hết, mặc đồ đỏ hết, nón đỏ luôn nè. Bữa nay 8 lô sau anh giới thiệu cho anh chị em biết cái anh Vinh ơi. 8 lô hả? 8 lô về trai. 8 lô về trai hả? Về trai mà đẹp rồi nha. Rồi mình vô cái lô về trai đầu tiên đi. Rồi về đầu tiên đi. Mấy cây ở đây là anh chị em không biết bông như thế nào nhưng mà thấy đới tài. Thấy đới với cây đồ đẹp lắm. Thấy cây thấy cũng một cây đó. Thấy cây đang sung nha anh chị em. Cây này rồi mình lâm lại cho anh chị em nha. Cây này đi, cây này sẽ cây này dài đi. Cây em đọc cây số 1 nha anh chị em ha. Báo giá nhanh cho anh chị em mình tham khảo nha. Mấy cây này thấy mới ra tuột. Mới ra tuột mới nha. Đới đẹp không? Đây cây mã số số 1. Mấy cây này bông sao anh Vinh? Hả? Mấy cây này bông sao? Bông không biết nữa. Mấy này bông không biết. Bây giờ bông mình không biết đâu. Đới đẹp ha, đới vừa ghê. Đây lá này em thấy cái lá nó có bầu nè anh chị em, lá bầu có thể là giảo thì nó từ 5 cánh tới 5 7 9 cánh gì đó. Nói đại đi. Không, cái này bây giờ mình không biết, mà nó không biết chứ đấy, mình biết cái này nói Vinh gạt Vinh bán. Thì thế nào cũng phải có 5 cánh với anh. Đúng không? Bây giờ ít cái 5 cánh trùng trùng lắm. Giờ còn như 5 cánh hồi xưa ở đâu. 5 cánh là xấu nhất á. Vậy đó mình nói báo không nhất là 5 cánh nha. 5 cánh là xấu nhất á. Rồi cái này cao 2 mét đỡ. Chưa chơi vô báo 5 cánh trùng trùng à. Buồn luôn rồi. Cây cao 2 mét bộ đế đẹp lắm anh chị em. Quanh đó tầm khoảng cỡ 30. Bộ đế đẹp ha, bộ đế cũ nó khoảng năm mấy anh chị em, mà bộ đế nó rất là đẹp nha, nó tròn đều hết tứ diện nha. Mới gì vô đầu tiên thì mình 32 đón 30 thấy mắc hai em. 32 đón 30 hả? Thằng lúm nào cũng binh phải binh khán giả bỏ chủ là về chưa. Phải binh khán giả lên xíu cho. Cây số 1 bao nhiêu anh? Gì cả? Cây số 1 bao nhiêu anh? Thôi mình bán lô đi cưng ơi, bán lô. Bán lô đúng không? Cho nó rẻ. Lô này mấy bao nhiêu cây thì cây số 2 nè. Lô này 15 cây. Đây cây số 2, hoành cũng cỡ trên 30 đó. Mấy cái này là chậu chậu 6. Đen ép chậu luôn. Rồi cây số 2. 6 7 8 tán lạng. Cây số 2. Rồi tình trạng cây cũng rất là ok ha anh chị em. Cây số 2. Hồi xưa nó có bọ chỉ nhưng mà nó ở trong những cái cây đầu ha. Con cây đầu nó ẩu quá. Rồi qua cây số 3. Số 3 kìa. Cây số 2 cao cũng 2 mét luôn nha. Cây số 3 cao tầm khoảng 1 mét 4, 1 mét rưỡi.
cây số 3. Ở quanh giờ đó thử cho anh em coi cái anh Vinh. Cưng đón rồi, cũng chính xác rồi. Sợ thử một cây thôi. Lúc nào nhiều cũng... nhiều anh em nói cưng đón rồi. Đây, cây này nè. 35 hoành đi, đó, 35 hoành anh em. Cây mã số 3. Đó, tình trạng cây cũng ok, hai cây số 4. Cây này đẹp ha, cây số 4 này đẹp. Cây số 4 cái tàn đẹp lắm. Số 4 tàn rất là điều. Số 4, số 5 cũng đẹp. Cây số 4 tàn nó tầm khoảng 1m8 á anh chị. Cái cũ ghê rồi chứ. Cao quá là 1m6 ha. Cao nó 1m5 đi. Đó, cao 1m5, tàn 1m8. Hoành nó tầm khoảng cỡ 30. Cây này 36 luôn. 35, 36 luôn cây này. Cây này cũng vậy. Cây luôn. Đó cũng vậy luôn. Thử cái anh. Thử cái cho anh em vừa lòng cái. Cưng đón là muốn chính xác quá rồi nhỉ. Rồi 35 hoành. Đó. À, 35 đó là xịt xịt một số rồi, ghê đi. Rồi cây này mã số 4. Số 4. Rồi cây này số 5. Số 5. Cây này nãy anh mới đo 36 hoành đó. 36 hoành. Cây số 5. Chiều cao nó tầm khoảng 1m4 ha. Ngang nó tầm khoảng 1m3. Đấy đẹp, mấy cây này cái lô này đẹp. Cây này đẹp ha. Cây này đấy. Đấy. Đẹp. À, đấy còn không thiếu cộng nào ha anh chị em. Rồi cây này cây số 4 5. Số 5. Số 5. Số 6 luôn đi. Rồi, cây số 6. Có hai cây mini mà cái đấy cũng đẹp ghê. Cây số 6 nha. Cây số 6 hoành nó tầm khoảng 30 thôi. Cây 6 nhỏ hơn mấy cây kia. Không, cây này tới hàm hoành 20 mấy à, 28. Cây số 6 cao 1m4 luôn. Đó. Hết luôn này luôn ha. Cây số 7. Hoành cũng 30, cây số 7, cao 1m4 luôn. Con cây em bé luôn. Rồi cây số 8. Cây em bé nhất. Cây số 8 hoành tầm khoảng cỡ 18. Trọng nhỏ ha, trọng 5 ha, hoành 18. Cao 1m3. Rồi cây số 9. Chín tới đẹp luôn. Cây số 9 cao 1m2, hoành 22. Cao 1m2, cây số 9. Rồi qua đây cây số 10. Cây số 10 dưới này đi. Cây số 10 này cao 1m7. Ngang nó tầm khoảng 1m5. Ngang 1m4 đi. Rồi hoành nó tầm khoảng trên 30. À, tình hình cây đây. Cây này cây số 9. 9. Chính nốt nè anh em. Số 10. Cây số 10 á. Cây này đang hơi thiếu tàn ha. Cây số 10. Đây. 10. Cây 11. Cây này cây 11. Cây này cây 10 hả? Ờ cây đó 10 cơ. Cây này cây 10 nha anh em, lộn ha. Cây này cây 11. Cây 11 này đẹp nè. À, cây 11 đẹp nè. Xuyên cành đẹp. Đây, cây 11. Cây bay lắc lượng ha, cây bay lắc lượng. Bay sao lắc lượng đã. Nè. Đây nè. Đó. Mày giống như bay lắc ha. Hoành nó cũng cỡ 28 30 ha. Chậu chậu 6 chậu 7, chậu đó chậu 7. Rồi cây 12 đây. Cây 12 chiều cao 1m2. Hoành nó cũng cỡ 28. Đó, ngang 1m. Rồi qua cây 13. Cây 13. Mấy cây này hồi nãy giờ là mây vàng hết nha anh em. Mây cây 13 không? Chiều cao 1m2, ngang 1m1. Hoành nó trên 30 nha. Đây. Hoành nó khoảng 30-31. Có cái co lắc đẹp nha. Cây mã số là 13. À, 14. 14 đây. 14 đấy đẹp ha. Đấy quyền cũ ghê. 14 hoành nó làm khoảng cỡ 26. Đó 14. Cao 1m2 đi. Rồi cây 15. Cây 15 cũng cao tầm cho 1m đi.
quạnh nó được ở 29-30 nha, cây 15. Rồi 15 cây lô xuống nhé, lô số 1 bao nhiêu anh? Thế lô số 1 này 15 cây để cho 26 triệu. 26 triệu 15 cây. 26 triệu. Cây như 1.6-1.7 vậy hả? Triệu mấy cây á? Coi như cây chiêu gửi đi. cây chiêu gửi là không tới, cây gửi hai. Là trả giá giùm anh em. Là lô số 1 là 26 triệu hả anh? Rồi, rồi lô số 2 này là có 4 cây. Lô số 2, rồi, cây số 1 là cây số 1 của lô số 2 ha. Cái bầu vơi nó là bầu vơi 6 đó anh chị em. Đó, cây số 1. Hoành nó tầm khoảng cỡ 40 mấy á. Đó. Chiều cao nó là 1m8 ha. Đợt hình trái đi. 43 tính 42 cũng được. Đó. 43 hoành hết thước của khi tức gì thước luôn. 44 tính 43 thôi. Đây. Tình trạng của nó nè. Mà cây này nó muốn xù được cơ. Vòng vòng đây này quay nè. Này quay bên đây nè. Xù nữa không? Lên xù hết rồi. À, cây số 1, lỗ số 2. À, lá cũng còn ok lắm anh em. Mới ra cây này. Mới ra tuột tập khoảng bên đây cũng xù vòng tròn luôn thấy không? Đó. Rồi quá cây số 2, lô số 2. Nó lên. Đây, cây số 2, lô số 2, cây này cũng xả tàn nó ra lại nè anh em. Đó, chiều cao của nó là cỡ 2m5. Đấy nở cũ quá, cũ nở chà bá. Cây này mới xì tuột nha. Đó, mới đi từ tầm khoảng tháng. Cũ lớn ha. Gặp nè, gặp chứ không? Đây quanh của nó tầm khoảng cỡ 32 đi. Đó, có cũ nó là khoảng 40 á. 40 á. Cây 40 á, cây này cũng vậy nè. Rồi cây số 3. Cây số 3 cũ nó tầm 38 nè. Quạnh của nó tầm 32-33. Cây số 3. Chiều cao cũng gần 3 mét luôn á. Khoảng 2m8-3m. Cây số 3. Rồi cây số 4, chiều cao của nó là gần 4m. Đó. Quạnh 55. Quạnh 54. Thẳng đứt thi hết luôn. Nãy lan dùng lại chút xíu đi. Đó. Rồi. Cao cái này cao hơn nha. À, tại con thúc lại cái này. Cái cây này anh mới xả, mới đang ra lại nha anh chị. Cái này có mở chưa cơ? Mở rồi chứ. À. Rồi cây 4 cây này lô số 2 bao nhiêu anh? 4 cây này hả? 4 cây này anh để cho 10 bữa nay 14. Đi từ bữa nay 14 bán 14 luôn. 14 triệu. 14 triệu. Rồi 14 triệu. Một cây kia hoành 42, cây này hoành 52. Này 52 phải không? 54 chứ. 54. 54. Cây hoành 54, cây hoành 42. Cây 40 với cây 38. Rồi 4 cây 14 triệu anh em. 14 triệu. Lô số 2 nha. Rồi qua lô số 3. Số 3 mình chọn cho bông giấy luôn đi ha. Sẵn đây vô bông giấy luôn đi. Rồi. Đó, bông giấy này là được rồi ha. 3 6 6 9 10. 10 cây. Hey. Cũng đâu cũng đấy cũng quản luôn, có đo cái hoành không biết đo sao á. Tính tính luôn đi. Cái cục. Này lô số 3 bông giấy nha anh chị em. Đây cây số 1. Hoành nó tầm khoảng 50. Rồi cây số 2. Hoành nó tầm khoảng cỡ 70. Cái này hơn 70 với cái cũ cái tầm á. Đâu thử coi. Ha, mình thử cái cũ thử coi, thử ngay ngay. Cái này mấy cái cũ này nằm ở dưới. Trời ơi nó còn bên này nữa. Đo vậy thì chết ta. Sao chết? Đo vậy. Cũ vậy. Thôi, 1.1. 1.1. Đo vàng. Đo đây à. 6 mấy à? Hả? 60. 6 mấy. Rồi trung bình thì 68. 68. Rồi. Ừ, ở dưới đây 1.1. Giờ đó 70 là đúng rồi gì nữa. Đo 1.1. Rồi qua cây số 3 nè. Đây cây số 3 hoành tầm khoảng cỡ 55. 60. Đó. Cái lô này bán là cây 5 triệu cơ. Cây 5 triệu. Dạ luôn chậu luôn đồ hết luôn á. Rồi qua cây số 4. Phụng 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 không? Đây cây số 4 nè anh em. Hoành nó tầm khoảng 45. Đây cây số 5 bị lũa nè. Đó. Cây số 5 hoành nó cũng tầm khoảng 45 50. Đây. Cây số 6.
Cây số 6 hoành là lớn ha, hoành nó tầm khoảng 70 á. Hai cây. Cây này hoành 70 luôn nè. Cây số 6. Chưa được chứ. Đây cây số 7. Hoành nó cũng khoảng 70 luôn. 70 hai 70. Cây số 7. Cây này trời ơi 82. Thôi cây số 8 nè. 82 hoành. Bông giấy ơi. Cây số 8. Chiều cao mấy cây này khoảng 3 mét trên nha anh chị em. Cây số 8 hoành 50. Cây số 9 nè. Này là Tết chơi là ok luôn. Hoành 70. Cây số 9 hoành 70. Chậu nhỏ. Cây số 10 hoành 60. Đó, cây này nhỏ nhất nè. Cây số 10. Cụ ghê lắm, cụ chạy chung chung sâu dưới. Rồi cây số 11. Cây này bay nha. Cây bay con rồng á, bay, bay là khoảng gần 3 mét mấy, 4 mét á. Hoành 50. Hôm nay mình quay ngay ngày 14 ngày rằm luôn á. Rồi cây số 9 nè. Ờ 9 đó, gần 9 á. Cây số 9 cũng cây bay luôn. Đó, cây bay luôn anh em. Hoành 70 á. Hoành 70, cây số 9. Bông giấy mà hoành 70 là thấy bự rồi. Hiếm. Rồi cây số 10. Số 10. Cây này cây 5 triệu hả anh? 5 triệu cây luôn, chậu luôn đỏ đó. À. Rồi cây số 10 chậu xi măng nha anh em. Đó, chậu từ chậu chậu 6 cho tới chậu 9 ha. Đó. Cái này là chậu 1 mét. Chậu 1 mét nè. Còn kia chậu 8 mét cũng bì. Rồi lô số 3 rồi đó. Lô số 3 rồi. Số 4 đi. Lô số 4 đi coi. 1 2 3 4 cây. Rồi lô số 4 cây này ha. Đây cây này cao 1 cây 3 mét, trên 3 mét ha. Cây số 1 của lô cây số 4. Cây này đế cũng đẹp. Cây số 1 lô số 4. Cây này là nguyên con cá sấu luôn. Hoành nó tầm khoảng cỡ 30. Là cây số 1, hoành tầm khoảng 30 ha. Đó. Rồi cây số 2. Cây số 2 ghê lắm. Cây nguyên con thú luôn, cái chân trước luôn. Và tại cái chậu này vô cái chậu luôn. Nằm tới đây luôn nè, thấy không? Nó chắc là ngọt quá sao thì trời. Cây số 2 chậu nằm chậu chậu chín lọt lòng nè. Nó nằm lúc chỉ luôn. Rồi con cá sấu cây số 2. Con nguyên con cá sấu tầm khoảng 30. Hơn, bự lắm. Nè. Nè mà quanh cái thân thì hơn nha. Nữ cái thân cũng cổ á. Con này là phải rồi. Phải cỡ 32 33. Quá hớp luôn á. À, mấy cái này cũng chưa biết bông luôn á anh. Chưa biết bông. Rồi. Chiều cao thân gần gần 3 mét nha. Rồi cây này cây mã số 2 của lô số 4. Rồi qua cây số 3. Số 3 luôn, số 3 số 4 luôn kìa. Này là cây 250 nha, bốn cây này là 10 triệu kìa. À. Bốn cái này 10 triệu. Đây cây này cây số 3. Cây số 3 hoành nó tầm khoảng cỡ 40. Chính xác. Hay vậy rồi. Chiều bay của nó đây anh em. Đó. Chiều bay ra tầm khoảng cỡ 2 mét rưỡi. Cao 2m2, 2m3. Này có bông luôn nha. Đây cái này 6 cánh nè. Đó. Cây này là hôm Tết cho mướn được 2 triệu 8 nè. Lấy về. À. Đây. Rồi 6 cánh rồi 5 cánh rồi. Cái này chắc 5, 7, 9 cánh đó anh em. Đó. Cái số 3, cái số 4 đây. Số 4. Cái số 4 này hơi yếu nha. Số 4 này ghép cúc thương, ghép già mùi vậy cơ. Ghép bắt ghép nó liền bo luôn nè. Ừ. Ghép này lông lắm lắm rồi. Nó trên 30 hoành. Nó ghép liền bo hết trơn thấy không? Cái số 4 này ghép nó hơi cúc thương. Hơi yếu à. Cúc thương. Ừ. Bông nó mới chỗ quá trời luôn nè, nó mới vừa nè còn nữa. Ừ. Cái này nó đang bị bỏ chỉ. Ừ. Thôi gần cây 250 chứ. 4 cây 10 triệu lô số 4. 4 cây 10 triệu. Rồi cây số 5. Cây số 5 yếu nè. Đây là lô số 5. Lô số 5 2 cây à. Lô số 5 2 cây. Lô số 5 2 mới cây. Mới ghép. Cái gì mình lại á? Siêu bông mình lại nè. Siêu bông lại mới vừa ghép. Cái này anh ghép mì dưa nước rồi đó. Mì dưa nước là lá nè. Ừ. Mới ghép. Cây này cũng quái quá. Cây mây vàng cây số 1 của lô số 5. À, cao tầm khoảng cỡ 70 đi. À, hoành nó tầm khoảng cỡ 40-45 đi. Rồi. Để này ha, để đẹp. Quái lắm, quay vòng vòng chứ. Cây quái rồi nha. Hai cái này 4 triệu nha. Hai cái này 4 triệu. Ngâm lên tầm khoảng 30 nha. À, ghê quái. Quái rồi.
Rồi cây này cây số 2 của lô số 5. Chậu nè. À, cây số 2. Đúng chính xác, 45 là đúng rồi. 45 luôn hả? Này học cách ghê quá. À. Cây số 2 nè anh em. À, đế cũng quá ha, hoành nó tầm khoảng cỡ 23 24 ha. Đó, chiều cao lên tầm khoảng cỡ 60. Cây này thì đang chạy độc rồi nè anh em. Tuy nhiên mình tính cây này là nguyên cũ đó, đã là nguyên con quái luôn. Hai cây này có 4 triệu rồi tính ra. Cây này chơi còn ok. Cây này nè, nó quái này chân trước nè, chân luôn nè. Đang xì nè anh em. Cây này đang xì đọt ha. Đây, cây này đang ok nè. À, cây kia đang bị đứng ha. Rồi, hai cây 4 triệu nha anh em. Bị bỏ chỉ thì sao, cây này nó cũng bung được. Nó đang bung đọt nè, quá trời nè. Mới như chiến đầu tiên nó bị bỏ chỉ nè. Bỏ chỉ bị bỏ chỉ nè. Có bung nè. Có bỏ chỉ thì bung hết rồi. Này có bung là nó ý là bị bỏ chỉ nè anh em. Tại bỏ chỉ được đâu. Bung. Hai cái này 4 triệu ok. Cái chậu đó cũng không chậu rồng đó. Chỉ chậu xưa kìa. Cái chậu cổ á. À. Chậu nó mấy trăm ngàn á. Rồi hai cái là bao nhiêu anh? 4 triệu ha. 4 triệu kìa. Là lô số 5. Rồi. Bông giấy được rồi, bông giấy quá dị luôn. Rồi lô số 6 là bông là sứ ha. Từ được cơ, này là sứ chứ bông giấy gì cơ. Sứ. Sứ. Rồi lô số 6. Cái này cái này đầu tiên nha. Đây cây số 1. Cái này anh cho bằng giá hết sao? À, lô đi con ơi. Lô phải không? Cây này cây số 1. Chứ mua. Chiều cao nó tầm khoảng 1m6. Đây mấy chậu này chậu chậu 5 ha. Chậu 5 chậu 6. Cái hoành nó tầm khoảng 50, cái cũ thì các bạn khoảng 70. Cây số 1. Đây cây số 2. Này sứ ghép hết anh. Bông giấy nhưng mà sứ nha. Hả? Bông giấy nhưng mà sứ nha. Hả lộn, xin lỗi anh em nha. Bông giấy á. Rồi như là củ sứ nha. Lộn, xin lỗi anh em. Cây số 2 nha. Cây số 2. Đó. Cái cũ nó tầm khoảng cũng 60-70 nha. Chiều cao nó là 1m50 nha. Đây bông giấy nè anh em. Bông giấy này ghép lung tung màu hết ha anh. Cái ngũ sắc á. Ngũ sắc, ghép ngũ sắc 5 màu á. Rồi cái cũ nó tầm khoảng cỡ 60. Cây số 3, này cây số 4 nè. Đây này cây số 3 nè. Cây số 3, cây hoành cũng cỡ 40, cũ cũng cỡ 70. Mấy cây bông giấy này, cái cũ nó bự giống nhau vậy đó anh em. Đây cây này cây số 4 nha. Lớn không? Cây số 4. À, mấy cây ảnh ghép y như mai vậy đó. Giờ lên này là Tết rồi, băng Tết ok. Ừ, cũ bự kìa. Cây hết hồn cái gốc rồi. Tầm khoảng 60-70. 70 cái cũ anh chị em, 60 ở trên, 70 ở dưới. Dưới. Đó nó 70 luôn đó. 70 luôn. Cũ ghê. Rồi cây này cây số 5 nè anh em. Cây số 5 này hơi nhỏ hơn. Đó. Hoành nó cũng tở cũ 60. Hoành nó 30 33. Ở dưới này là 90. Chưa. Còn cây còn này là 80 ở trên, ở dưới là 100 không? Này cây số 7 nè, cây số 7 dưới 100 cho 80 ha. Ghê. Cho 7. Dạ không có đo nguyên cái cũ dưới nha, mình đo không có đo rễ. Cây số 7. Chậu 8. Thành thành à. Đang xì tùm lum hết trơn nè anh em. Cây số 8. Lớn thì chưa. Thôi cây này cây số 6. À, cây số 7 nè. Bệnh hoạn không có ôm. À, hoành cỡ 90 manh. Ở đây 100, ở trên đây 80 à. 80. Nè trên đây 80. Cây nào như thế này. À. Rồi. Thì thẳng thứ. Cây số 7 anh em. 82. Thì ghê ha. 82 hoành. Cây số 7. Dưới cũ 100 không? Rồi bên này cây số 8. Cây số 8 hoành cỡ 40 cũ khoảng 60. Cây số 8. Rồi cây số 9. Cây số 9 mấy cây này cao 1m4 anh em. Ở hoành cỡ 35. Nó cao qua khỏi đầu luôn á. Cũ 60.
Rồi cây số 10. Hoành 35. Cũ 70. Đó cây số 10. Cây số 11. Cái này cây chơi mình tính tính mấy cái cũ không chứ đâu có đâu hoành như đây được. Rồi cây số 11 rồi cũ 80. Cây số 11. Bốn cây lớn quỳnh. Rồi cây số 12. Đó cái đó dưới cầm cũ 80. Cây số 12. Còn cây kia không có 70. Cũ 70. Đó, chiều cao 1m50, 1m6. Cây số 11. Ủa đúng không ta? Đúng 6, rồi, 11, 7, 11, 13, 8, 9, 10, 11 này 11 đúng rồi. 12, 13, 11, cũng 8 hoàng luôn. 14 cây hả? Cái này 12 nè. À, 12. Cái này rồi, 12 cây à. 14 cây hả? 2, 5, 8, 10, 14 cây. 12. Thôi kệ đó, cây của nó cũng như vậy à. Rồi giá nhiêu anh? 14 cây nhiêu? 14 cây này á, giá là 4 triệu cây cơ. Rồi 4 triệu cây đó anh em, lựa cái nào cũng được ha. Không không không, lô. À lô hả? Lô chứ lương mấy ngày này mua mắc lắm. 4 triệu cây. Đó tính lô là nha, mua mắc tiền lắm rồi. Còn mua lẻ à, cao hơn phải không? Mua lẻ cao hơn cơ. Cao hơn nhiều không anh? Nhiều à, mấy cái con chén này 4 cây lớn này mắc tiền lắm cơ. À. Tại cái cũ nó vô dưới đây cả trăm mà. Gấp đôi không? Nhiều là gấp đôi không? Gấp đôi á. Gấp đôi á anh em. Nó là cả trăm đó. À. Mười gấp đôi bán mười nó thà bán lô vậy cho nó dễ. Rồi đó là lô số 6 á, rồi giờ qua lô số 7 đi. Số 7 đây Mai Cưng ơi. Rồi số 7 với Mai Tàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cây, 11 cây. Tính từ cây này đúng không anh? Tính luôn cây này cơ. Rồi cái này Mai Tàn ghép gì đây? Cái này Vin không ghép cơ. Vin. Đây cây số 1, sao lô số 7. Sao đâu cua nó vô dữ luôn. Coi lá cây Vin này, cây này với bông bông thường thôi anh em. Bông thường, bông chùm không? Mà sao cái giống này giống gì mà sao lá đi lá me không? Cái lá nó hơi nhỏ anh em. Bộ bông dữ lắm, hôm Tết là có cho ta mướn, cho bên nhà mướn á. Bây giờ mình tính cái lô này luôn, tính cái lô luôn hết cái cho nó dễ. Rồi cây số 1. Sao cần cua đâu quá trời. Hoành khoảng cỡ 32, chiều cao là 1m, 1m rưỡi. Ở đây cây số 1. Nhánh đều văng ra ha. À, tình trạng nụ nút của nó đây ha. Cái này đọt nó ra nó đang bị Quả chỉ đang xịt chỉ nè. Đó cây số 1. Ờ qua cây số 2. Số 2 đi con, số 2 đây nè. Hả? Số 2 đi. Cây số 2 cái này ha. Đây cây số 2. Cây số 2 chiều cao 1m6. Tán ngang 2m. Số 2 quay vòng đẹp lắm, chi nhánh đều. Bành nó tầm khoảng 40 mấy ha, 43. Đó. Cây số 2. Cây số 2 lá bự nha anh em. Đó, Marine ha. Lá bự. Đây. Đó, bự chắc bông nó sẽ bự rồi. Cây số 2 chưa thấy nút gì hết ha. Cây số 2 chưa thấy nút nha. Đó. Có một số Marine này từ tháng 8 trở đi nó mới bắt đầu làm nút đó anh chị em. Như Hoàng Anh có nghe nè, hồi nãy con đo nhiêu à? Này 50 hả? 51 Hoành, 52 tính 50 đây. 50 Hoành tính 45 mà có tội nghiệp thiệt á. Đây à, có 4 thử có, lòng anh Vinh. Có 4 cái bự. À, 4 cái bự là Hoành ra là 50 liền. Để dứt em mút liền. Cái này đi anh. Ờ đâu đâu cái đó để anh thử nè. Nè rồi. Thấy không? 50 Hoành luôn nè. Cái này cây số 3. Có 4 cây 50 Hoành mà nó là sao mà tự cây số 3. Rồi 38 Hoành. Mở cho 35 Hoành thôi. Cũng bự lắm, Hoành bự lắm. 38 là đúng á. 38 không? Rồi cây số 3. Rồi chiều cao 2m50. Anh em, tình hình cây cũng bị bỏ chỉ có bị cái gì nè. Đó. Nó Hoành nó tầm khoảng cỡ 35 anh em. Rồi cây số 3. Cây số 4 nè. Số 4 ở đây, ở sau đây luôn đi. Theo hàng luôn đi. Đây cái số 4 cây mai xù anh em. Cây số 4 cây là chiều cao 1m8. Đón đúng không đo chứ đón sơ là đo liền. Ở cây này là hoành khoảng 46 nè. Sao đo? 46. 46. Bao nhiêu coi? Đo. Đo. Ừ 47. 48 47 nghĩ hết thước luôn nè là tính 47 thôi
tính ít ít lại thôi. Cây này quái quá, khó rồi. Rồi 47 thôi. Nó trên đây nó bự, đây nó nhỏ, đây nó thở là đế đẹp luôn. Cây này đế đẹp ghê. Cây này cũng có bộ chỉ nha anh em. Cây mã số 4 nha. Bộ chỉ luôn quá trời. Bộ chỉ nè. Bộ chỉ xong rồi sắp nó sắp sửa tới nhện đỏ bây giờ. Có trời mưa lá già xuống á là nhện đỏ nhảy vô á. Xịt liền chứ. Đang chữa nó nè, nó hết rồi nó mới bung rồi nè, nó bung cái đập non nữa nè. Đang xịt á. Nhà phải đang ảnh đang xịt lại, đang mới ra nó, lại nè. Nó bung đập non hả? Thôi cây mã số 4. Thôi quanh 50 47. Còn nhiêu là 40 á, ba mấy 40 cơ. À cây số 8 nè. 5 triệu cây thôi. Cây số 8 này. Ủa, cây số 5 này. Đế một cục đó. Cây số 5 Mary luôn anh em. Một cục đế đó. Nó hoành nó tầm khoảng cỡ 45 cũ khoảng cỡ 60 mấy á. Hoành 45 mà đo luôn, ta 50 ta đó. Đâu qua bên này có cỡ cắn không? Cắn gì cái hoành nó nở cũ về dễ đo chết, ăn gian dễ chết. Ở cái này anh đo ăn gian là ăn gian hơn gian cái cũ nó nở ra chúng đo sao xích xuống là 50 chứ sao 45. À thì nói chung là muốn đo nhiêu cũng được á. Ừ, cũ à dạ. Muốn đo 45 cũng được, muốn đo 50 cũng được. Nè. Không? Hả? Vậy thuốc nha. Bây giờ đâu đâu cũng làm y xì luôn rồi. Ghé nha con, lỡ nha con, ghé nha con. Rồi từ 45 tới 50 tại cũ nó nở anh em. Cũ nở dễ đo lắm. Cũ nở 50 muốn lên 60 cũng được. 50 hoành á, cũ nở đây 50 hoành. Rồi cây này cây số 5 cứ bên này đẹp lắm, bên này luôn nha. Rồi lá ra rồi. Cây này có nút nè. Mới nãy anh kia rồi lấy 2 cây 10 triệu á. Cây này có nút nha. Cây 10 triệu, 2 cây 20 triệu mà không bán á. Dạng xương đẹp nè, cây này dạng xương đẹp nè. Xương đẹp lắm. Cây này với cây xù á. Cây xù dạng xương không đẹp bằng cây đó đâu. Cây này dạng xương dữ luôn. Xương ghê ha. Ừ, đây. Đế nó vô, đế đều hết trơn nè. Đế đẹp luôn. Vòng tròn bên đây luôn á. Cây số 5. Bên này đẹp lắm, bên này đẹp. Bên này đúng là bên đó nè. Bên nào cũng đẹp á, bên nào. Nè, thôi đế nè. Cây này tứ vậy. Lơ luôn. Cây số 5 một cây. 5 triệu quạt. Rồi qua cây số 6. 6. 6 cây này. 6 đo nhiêu này, nói cái đo cái này cho vui. Cây 6 chiều cao 2,5m trở lên. Đó. Hoành nó coi coi. Bỏ tay ra đi. Mình đo chứ đâu có ta 50 mà đo có 45 không à. Cây chắc này là hoành nó có ba mấy à. 38 hết ra. 38 rồi, 38 đo. 38 hết ra. 39. À 39 hả? Nói chạy với 39 thôi cho bọn đo gì ghê vậy ta. 38 cũng được, 39 cũng được, hiểu không? Rồi vậy là 38 rồi. Thấy không? Rồi. 40 thấy không? 40 hoành. Cây này cây số 7. Lâu lắm mới xuống giường nhổ cỏ là chứ dễ gì mà nhổ không? Rồi cây số 8 anh em. Đó, 1, 2, 2,5m luôn, cây số 8. Cây này hoành cũng y như cái đó luôn. Ba mấy 40 không? Cây này hoành cỡ 38 luôn. Đó. Tình trạng cây này đây. Cây số 8 ha. Không có nút nữa anh em. 8. Bạn còn lưu thưa á, mới ra. Đó. 8. Rồi cây số 9. Đây cây số 9 cũng mạnh đây nè. Cây số 9 là bị chính chi đẹp lắm, chi đẹp ghê. Ít bị bò chỉ nhất nè, cây số 9. Bị lũa nha. Lũa chút xíu. Xíu đó thôi gì, nó liếp liếp ra. Nó đang cuốn lại đó anh em. Đang cuốn lại ha. Cái này chi cạnh đều á. Này tầm khoảng 10 anh em ha. Đó. Ờ hoành nó cũng cỡ 38 luôn. Ở chính cây này sao anh? Cây này có cây này hoành 50 nữa nè. 10 cây. Rồi 10 cây, cây này cây số 10. 10 cây cây 5 triệu cơ. 10 cây 50 triệu, một lô cơ. Nó hoành. Anh nó hoành đúng 50 á. Cây này cũng có nút nha, cây số 10 rồi, xong 7 lô. 7 lô. Một lô bông giấy này nó là xong cơ. Cái này cây lẻ, còn sót lẻ. 2, 4, 6. Bông giấy này không giống bên kia không, mà cho bằng bên kia luôn đi. Hả? Giống cái bên kia không, cho bằng giá bên kia luôn. Không, bông giấy này nó thành phẩm á, nó... À, gọi là thành phẩm hả? Nó... Nó ghép trước rồi. Rồi cái lô số 8 là lô bông giấy ghép già mùa hơn nha. Thôi mình cho bằng giá luôn nha. Bằng giá luôn hả? Này, bằng giá luôn nha, là cưng luôn. 6 cây, 7 cây, 8 cây. Tất cả 8 cây cơ.
9 cây. Nhiêu cây? Hai cây cổng nữa, 9 cây. Nhiêu cây? 4 triệu một cây bằng cái đó luôn. Rồi bằng giá luôn, lô số 8 bằng giá luôn, qua cho anh em coi ha. Dù cao cao không? Cái này bốn cao chứ không? Cũ 60. Hoành từ 50, cũ 60 trở lên. 4 triệu cây, mấy cái này rất là lâu rồi, ra hết bông hết ha. Chiều cao nó tầm khoảng cỡ 1m7. Cái này hai cây này bông vàng. Ở đây vàng với cũng sắc tùm lum hết hả? Anh em chi tiết cái màu cây thì nhắn cho anh Vinh nha. Rồi 1 2 3, này 4, kia 5, này 6, cao kia không cao đó, này 7, cây số 6 cao khoảng gần 4m á. Đây là 7 cây mà đây 2 cây đó. 7 cây rồi đó. Trời ơi, cây tứ quý. Trời chắc ơi, cây này tứ quý cũng khoảng luôn. Cây này biết bao nhiêu tiền? Tứ quý vậy mà mua thì 35 triệu chứ. Ờ đó, đó anh. Khoan, đâu, mặt tiền ở đâu? Tiền chỗ nào? Tiền chỗ nào, cái này ở chỗ nào? Hả? Chiếc cảnh nó đi luôn nè. Đâu anh ngồi xuống cho tấm hình em coi. Vậy mà chết. Nó thấy cái hoành nó tức tối không? Là nhìn đây cái anh. Rồi ok. Hoành 70 anh em. 70. À 70 hoành. Bữa nay thành tuổi rồi đó, ổn rồi. Thành tuổi rồi. Trời ơi. Cái này vừa làm mất đầu hay làm gì chứ sao này để thôi để Tết nấu bánh chưng đi. Tết nấu bánh tét. À Tết lấy cái này để đây luôn đi anh. Nấu bánh tét. Đây hai cây trước nè, rồi xong mình chào bà con cái đi. Đi lên cái này. Cây số 8 nha. Đó. 8 nè. Cũ cũng cỡ 60 nha. Cây số 8 chiều cao 2m. Cây số 9 nè. 4 triệu cây ha anh. Ờ 9 cây à. Rồi 9 cây. Đó cái cũ nó tầm khoảng cỡ 50 mấy ha. Đó. 9 cây. Rồi anh em xem lại alo lại cho anh Vinh. Cái số điện thoại là 0913 838 949 nha. À, địa chỉ đang ngay Bùng Binh Định Hòa, đường Mỹ Phước Tân Vạn nha anh em. Anh em search trên Google Maps chữ Vinh Cao Nguyên cái ra luôn nha. Rồi xin chào bà con nha. Xin chào ủng hộ nha anh chị các bạn trong clip tiếp theo.